hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu những cái vấn đề liên quan tới database trong series về database và sql của chúng ta trong tập này chúng ta sẽ nói về những cái khái niệm như là data warehouse data lake data mart business intelligence những cái khái niệm này thật ra nó khá là đơn giản tuy nhiên nó làm cho các bạn bối rối và chúng ta cũng không biết sẽ ứng dụng những điều này như thế nào ra sao thực ra nó rất là đơn giản và các khái niệm này chủ yếu nó nói về những cái sắp xếp dữ liệu khác nhau và chúng ta cùng tìm hiểu ngày hôm nay để mà các bạn có thể sử dụng những cái khái niệm sử dụng những cái mô hình data khác nhau trong những cái công việc của các bạn khái niệm đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là data lake data lake là những cái hồ dữ liệu thì mọi người nhìn một cách liên tưởng đó là các bạn vào trong một cái khu chợ một khu chợ đồ cũ một khu chợ trồng hóm mọi thứ nó đều được đổ đóng ra để mà chúng ta có thể lựa chúng ta thích cái gì ta làm cái đó chúng ta sử dụng cái gì thì chúng ta mua cái đó thì data lake nó cũng là như vậy data lake nó cũng là một cái hồ dữ liệu và tất cả những dữ liệu nó đều được đổ đóng trong một cái hồ đổ đóng trong một nơi lưu trữ chúng ta cần cái gì thì chúng ta bóc cái đó data lake là một công cụ vô cùng hữu ích trong thời đại dữ liệu lớn này tại vì đối với những cái khối lượng dữ liệu khủng khiếp như là các bạn thấy thu thập từ chữ từ hình ảnh từ âm thanh v v nó có rất là nhiều loại dữ liệu thì data lake là một trong những cái rất là phù hợp để mà chúng ta áp dụng trong những cái khía cạnh liên quan tới phân tích big data hoặc là một trong những cái yếu tố mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta không biết sắp xếp dữ liệu như thế nào thì chúng ta ok chúng ta cứ đổ đó thôi để mà chúng ta có thể sắp xếp trong tương lai phân tích dữ liệu bằng data lake có một cái nhược điểm đó là vì dữ liệu nó không được cấu trúc dẫn tới là nó khá là lộn xộn và cái tỷ lệ sai sót nó rất là cao đây là lý do tại sao mọi người thấy đối với những cái khía cạnh trong thời đại mới như là AI machine learning thì AI machine learning nó hoạt động dựa trên data lake rất là nhiều và mọi người thấy đôi khi dữ liệu nó chính xác nhưng dữ liệu nó không thì chính vì cái lý do là dữ liệu nó được đổ đóng nó không có một cái trật tự rõ ràng như các cái dạng dữ liệu như là data warehouse, data mart ví dụ như vậy. Một trong những cái yếu tố mà data lake mà người ta thường dùng nhất đó là xử lý về mặt dự đoán. Data lake cái kho dữ liệu rất là khổng lồ để mà xây dựng các cái mô hình dự đoán. Ví dụ như là dự báo dân số, dự báo thời tiết, phát hiện gian lận vân vân. Hoặc là phân tích theo kiểu khám phá Thì khi mà các bạn chưa biết chính xác được các cái thông tin gì mà các bạn cần tìm kiếm. Data lake cho phép các bạn khám phá dữ liệu một cách rất là linh hoạt. Thì uh, data lake nó thuận tiện, nó thoải mái nó không có cấu trúc thì đối với database chúng ta hay đi tới MongoDB cái gì nó cũng có ưu và nhược điểm ha thì data lake nó là một trong những cái yếu tố mà chúng ta sẽ áp dụng khá là linh hoạt trong quá trình mà chúng ta thực ứng dụng trong AI vân vân tuy nhiên không có nghĩa là ứng dụng AI mà machine learning là chúng ta chỉ sử dụng data lake ha chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng data warehouse data mart ờ, vì cái tính chất về mặt xử lý dữ liệu lớn của data lake cho nên là hầu như các cái hoạt động liên quan tới AI mà machine learning người ta sử dụng data lake rất là nhiều Data Warehouse à, Data Warehouse các bạn hiểu là sao Chúng ta có một cái nhà kho Thì nhà kho nó sẽ đòi hỏi chúng ta Một cái sự sắp xếp rất là rõ ràng chặt chẽ Các bạn nhìn ở đây Ví dụ như là cái hình liên quan tới một cái kho lạnh Của một cái nhà hàng Mọi người thấy là rau, củ, quả, thịt, thà Nó được sắp xếp một cách rất rõ ràng Được phân loại, phân nhóm rất cụ thể Thì Data Warehouse nó cũng tương ứng như vậy Data Warehouse thì đơn giản là sắp xếp dữ liệu một cách hỗn độn thành những cái trật tự nhất định theo những mục đích nhất định. Mục tiêu là để bảo quản và lưu trữ và chúng ta có thể sử dụng rất là đa dạng với những cái nhu cầu khác nhau kết hợp với nhiều giải pháp tích hợp khác nhau. Data Warehouse cái khó nhất đó là phải làm sao sắp xếp dữ liệu. Data Lake các bạn thấy giống như cái hồ các bạn cứ đổ đóng vào trong đó. Nhưng Data Warehouse các bạn vào nhà kho, các bạn vào siêu thị mọi người thấy là sao? tất cả mọi thứ nó đều sẽ phải sắp xếp một cách trật tự rõ ràng chứ không phải là, là thích để đâu thì để và data warehouse nó một trong những cái yếu tố của nó đó là xử lý dữ liệu nó đòi hỏi phải sắp xếp trật tự theo cả về mặt thời gian chứ không phải là thích đổ đóng như thế nào là đổ đóng data warehouse không có khái niệm đổ đóng mà luôn có đòi hỏi một cái sự rất là trật tự thì các bạn ứng dụng trong những cái vấn đề gì? Các bạn ứng dụng trong những cái vấn đề liên quan tới lưu trữ dữ liệu của công ty, của tổ chức để phục vụ những cái hoạt động liên quan tới theo dõi dữ liệu lịch sử, phục vụ cho những cái yêu cầu liên quan tới phân tích kinh doanh, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích về mặt số liệu để mà có thể dự đoán tương lai, phân tích hiệu quả hoạt động của từng sản phẩm, vân vân và vân vân. Và trong các cái yếu tố liên quan tới phân tích dữ liệu mà dành cho các công ty, tổ chức tập đoàn ngân hàng, fintech vân vân thì hầu như data warehouse là điều bắt buộc tại vì tất cả mọi cái dữ liệu đều phải được xử lý một cách trật tự có thứ tự lấp lan chứ không phải là cứ bóc tùm lum tà la đồng thời cái mức độ chính xác của data warehouse rất cao chứ không phải nên data lake cho nên là ở đâu đòi hỏi sự trật tự ở đâu đòi hỏi sự chính xác rõ ràng thì các bạn sẽ phải dùng data warehouse data mart chợ dữ liệu à thì data mart nó là một phần của data warehouse Chúng ta nói về nấu ăn chẳng hạn. Khi mà chúng ta xử lý về mặt từng món từng món từng món ăn là các bạn thấy chúng ta có mục đích. Thì chúng ta sẽ bóc những cái nguyên vật liệu tương ứng với cái mục đích đó. Thì data mart nó cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta cần bóc những cái dữ liệu cụ thể cho từng mục đích khác nhau. À thì chúng ta sẽ sử dụng data mart. Data mart là một phần của kho dữ liệu tập trung vào một lĩnh vực cụ thể phục vụ cho một nhóm người dùng nhất định phục vụ cho một mục đích nhất định data mặt chắc chắn nó sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của data warehouse sử dụng data warehouse nó là cái kho dữ liệu chính thì như hồi nãy mình có nói như là các bạn nấu ăn các bạn cần đồ ăn gì các bạn cần nguyên vật liệu gì thì các bạn vào kho để mà các bạn lấy nó ra thì data mart cũng vậy ví dụ các bạn cần phân tích dữ liệu về huy động trong ngân hàng thì huy động nó có rất là nhiều chỉ tiêu và nó cũng rất là nhiều chỉ số chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ truy xuất vào data warehouse trực tiếp à không thật sự làm như vậy nó sẽ làm chậm hệ thống tại vì warehouse mà là một cái gì đó rất là lớn trong khi chúng ta chỉ cần một nhóm nhỏ thôi ok chúng ta sẽ bóc những dữ liệu của data warehouse ra những dữ liệu liên quan tới huy động rồi chúng ta bóc ra từ đó chúng ta sẽ phân tích những cái yêu cầu liên quan tới số dư, à, số dư thời điểm, số dư bình quân liên quan tới toi, liên quan tới lãi suất vân vân và vân vân và khi đó cái ưu điểm lớn nhất đó là chúng ta không có cần phải đi quét hết tất cả dữ liệu trong toàn bộ data warehouse à, nó giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian giảm sức tải của hệ thống cho nên á các bạn sẽ so sánh giữa data warehouse với data mart Thông thường khi mà các bạn xây dựng dữ liệu cho toàn bộ công ty, cho toàn bộ tổ chức thì chắc chắn các bạn sẽ xây dựng dữ liệu cho data warehouse. Chắc chắn sẽ, các bạn sẽ sử dụng mô hình data warehouse. Nhưng khi mà các bạn xây dựng dữ liệu cho khối phòng ban, à, các bạn xây dựng toàn bộ dữ liệu cho khối phòng ban thì các bạn chỉ bóc những cái dữ liệu liên quan tới những khối phòng ban cụ thể đó. Chúng ta không có lấy nguyên cái data warehouse. Thì từ đó các bạn thấy chúng ta data mart nó sẽ gì? nó sẽ có sự bảo mật hơn so với data warehouse đúng không ạ data mart đó chỉ là những cái dữ liệu theo từng mục đích nhất định chứ còn mà chúng ta truy xuất data warehouse thì đôi khi chúng ta sẽ có thể truy xuất toàn bộ cái dữ liệu nó sẽ không có đảm bảo cái tính bảo mật cho nên là tùy vào mục đích ha chúng ta có data lake data warehouse và data mart rồi cuối cùng chúng ta có business intelligence à thì business intelligence thực ra, các bạn hiểu một cách đơn giản nó giống như là một cái gì đó nâng cao của Excel vậy. Các bạn thấy Excel chúng ta sắp xếp bảng biểu dữ liệu rồi biểu đồ đúng không ạ? Thì đây, thì business intelligence nó cũng chỉ là một cái công cụ để giúp cho các bạn report báo cáo theo một cách đơn giản như vậy. Dữ liệu gì không biết à dữ liệu từ data lake, dữ liệu từ data warehouse, dữ liệu từ data mart gì thay vì cho nó là những cái dữ liệu thô, những dữ liệu được xử lý rồi nhưng mà theo những dạng bản biểu thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái công cụ business intelligence để chúng ta hiển thị nó thành những cái biểu đồ để mà chúng ta có thể phân tích dữ liệu để mà chúng ta có thể dự đoán tương lai thì business intelligence là một tập hợp các phương pháp công cụ và các cái hệ thống được sử dụng để thu thập phân tích và trình bày thông tin để mà hỗ trợ quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp các bạn nhìn ở đây có thể có Oracle Business Intelligence, chúng ta có Power BI của Microsoft. À, cái này thì chung quy thì nó cũng chỉ quanh quẩn cái câu chuyện là bản biểu rồi rồi phân tích report số liệu này kia thôi. Và đây là những cái công cụ để mà giúp cho cái người dùng, cái người dùng cuối chúng ta có thể nhìn số liệu, nhìn thông tin một cách trực quan. Cái mục đích nó là như vậy. Cái thứ hai đó là giúp cho cái người đọc hiểu rõ hơn về số liệu, đưa ra cái quyết định chính xác hơn tối ưu hóa quy trình từ các điểm yếu nêu ra trong số liệu và dự đoán phát hiện những cơ hội kinh doanh mới thì business intelligence mọi người có thể hiểu giống như chúng ta xây dựng những cái front end để dành cho người dùng cuối sử dụng phân tích dữ liệu một cách ad hoc một cách dễ chịu một cách dễ dàng hơn tại vì chúng ta phải sử dụng những cái dòng code để mà chúng ta truy xuất và phân tích dữ liệu thì bài ngày hôm nay cũng ngắn gọn À, mình ở đây mình không có mục tiêu để mà cho mọi người làm sao để xây dựng data warehouse làm sao để xây dựng business intelligence v vân những cái đó thật sự là trên youtube hoặc là trên những cái nền tảng trả tiền như là Coursera hoặc là Udemy nó rất nhiều và thật ra cũng không phải ai cũng cần những cái nhu cầu liên quan tới xây dựng tại vì có thể bạn không phải là data engineering, các bạn không phải xử lý về mặt xây dựng cái sở dữ liệu mà các bạn là BA, các bạn cần tư vấn giải pháp thôi các bạn hoặc là những bạn BA product BA consultant, các bạn cần phải biết là chúng ta cần phải làm cái gì, xây cái gì sử dụng mô hình nào để mà phù hợp với cái dự án mà các bạn đang tư vấn hoặc là các bạn đang xây dựng sản phẩm chúng ta hãy linh hoạt trong quá trình chúng ta sử dụng chúng ta không có cần phải cái gì cũng data warehouse nếu như nó quá nhỏ hoặc là khi mà các bạn cần sử dụng độ chính xác thì các bạn không thể nào dùng data lake được à thì các bạn phải tùy biến vào trong các cái nhu cầu về mặt dữ liệu để mà các bạn có thể sử dụng hy vọng qua video clip này có thể giúp cho mọi người hiểu một cách đơn giản là các cái mô hình dữ liệu nó như thế nào để mà mọi người có thể áp dụng một cách phù hợp trong quá trình mà mọi người tư vấn về mặt dự án hai lúa chào các bạn